những cái hiện tượng xảy ra cực kỳ là nó như thế nào ta. Bây giờ mình sẽ tả cho mọi người biết nha. Chỉ cần chục vài chục ngày sắp tới thôi, mọi người sẽ phải chuẩn bị lương thực thực phẩm. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các cửa hàng, những cái công ty sản xuất này kia là họ đình công, họ đóng cửa, họ không còn bán cái gì cả. Mọi người phải trữ đồ ăn trong nhà và trẻ con phải ngừng học, không có đi học. Và thậm chí là những đứa trẻ đó có thể lang thang đến nhà người này, nhà người kia để xin bánh kẹo hay là đồ ăn gì đó, hoặc ngay cả tiền. Thì cái hiện tượng này nó hoàn toàn là lặp đi lặp lại nhiều năm nhưng mà mình không hề biết nha mọi người. Bây giờ tự nhiên mình vừa có tín hiệu cho mình biết được là cái hiện tượng này sẽ xảy ra. Nhà máy thì đóng cửa, tâm trạng của con người là không hề muốn làm việc. Không hề muốn làm việc nha mọi người. Lúc nào cũng chỉ muốn là đắm chìm trong cái men say thôi, là rượu nè, bia nè, bắt đầu nhậu nhẹt, chỉ có muốn là giải tỏa stress thôi chứ không muốn đi làm nữa. Tự nhiên những cái tín hiệu đó sẽ khiến cho con người ta không muốn đi làm nữa, trẻ con không muốn đi học nữa. Và các cửa hàng, các nhà sản xuất, các công ty, thậm chí là những cái cửa hàng ăn vặt cũng đóng cửa luôn mọi người. Tại vì sao? Tại vì không hiểu sao mọi người di tản hết, có nghĩa là không còn muốn bám trụ thành phố nữa mà bắt đầu di tản hết về các vùng nông thôn, bỏ phố về quê. Thì mọi người thấy không, nó rất là lạ đúng không mọi người? Rồi kể cả cái việc á, đường phố Sài Gòn, đường phố những cái thành phố lớn sẽ bắt đầu là vắng vẻ, trống trải, mọi người trong nhà chỉ muốn đóng cửa thôi, và bắt đầu cái trạng thái con người nó chuyển qua cái hướng là muốn hòa mình về với thiên nhiên, chỉ muốn trồng cây cỏ này kia, cho nên là thường là đặt những cái cây cỏ trong nhà hoặc là này kia để giải tỏa tâm trí của mình, là vì họ không muốn làm việc, họ chỉ có muốn là ăn chơi say xỉn và thưởng hoa thưởng nguyệt gì đó thôi. Cho nên là cái hiện tượng này mọi người phải hết sức đề phòng và chú ý, trữ sẵn đồ ăn trong nhà, tại vì có thể là mình sẽ không mua được hàng hóa ở ngay những cái ngày đó. Mọi người lưu ý nha, chỉ còn vài chục ngày nữa là Tết rồi. Tết á. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào quý bà con cô bác kính mến. Luôn chúc quý vị thân tâm an lạc, đạo quả viên dung và tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn, gặp Phật gặp thầy nơi Long Hoa Đại Hội. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lời nói đầu tiên của Quốc Tạo xin chúc phúc toàn thể quý bà con cô bác. Và sau đó thì gửi một phong điệp trước lúc Tết và cuối của năm Dần, tức là bước sang năm Mão. Thì năm Nhâm Dần này quả là một năm không có được bình an cho tất cả chúng sanh, cũng như nói chung. Thì Đức Thầy cũng có dùng nhiều từ, cũng như là Lê Thứ, rồi Dân Đen, rồi Thiện Nam Tín Nữ. Thì hôm nay thì Quốc Tạo cũng được biết là vào nửa tháng 11 năm nay thì cũng gần tới ngày lễ của Thầy. Mà hiện bây giờ thì bà con ở nơi Bình Dương cũng như là thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tấp nập tràn dìa. Thì một tháng trước đó bà con thì có biết được là ở công ty của Tỷ Hùng là có 41.000 công nhân. Là tại công ty của Tỷ Hùng đó quý vị, thì dân đã mất việc làm rất là nhiều do một số hợp đồng lao động mà gọi là được công ty làm không đúng cái điều luật. Nhưng mà cái chuyện đó thì chưa có ngã ngũ, thì đến những việc tiếp theo đó là ở tại Vĩnh Long thì có 12 căn nhà sụp gần đây luôn. Đó thì tai nạn dập dồn đến, rồi nào là cháy nhà, rồi hỏa hoạn. Thì quý vị biết rồi, không có thiên tai, không có dịch bệnh, không có lũ lụt, không có những cái thay đổi địa hình, thì làm sao mà thay đổi được cái trái đất 68 này được, 67, 68 này được. Thì cho nên là Đức Thầy lúc nào cũng khuyên răn chúng ta là đề cập những cái bài Tết. Thì quý vị cũng biết rồi, thì hiện giờ vừa rồi thì núi Bà Đen cũng xảy ra cái đám mây. Mây nó đã phủ lên, có người thì nói là cái nón, có người thì nói là cái euro đó, có người thì nói là cái hiện tượng để cho dịch bệnh sẽ tràn đến. Thì những nhận xét của bà con thì dựa vào cái kiến thức của mình thôi, nhưng mà hôm nay em cháu sẽ dựa vào một cái điều thật 100%, đó là giáo lý của Đức Thầy. Thì quý vị biết rồi, thì những cái giáo lý của Thầy thì gồm có là
Đức Thầy có chuyển kiếp 4 lần là ông Sư Giải Văn Khoai ở Kinh Vĩnh Tế, và tiếp tục đến đó là ông Đức Bổn Sư ở Ngô Lợi ở trong Ba Chúc, và tiếp đến là ở ông Phật Thầy Tây An ở núi Sam có mộ, và ở Thới Sơn đó. Còn một vị nữa, Đức Phật Chùm ở trong xà lốn của Chi Tôn. Thì bốn vị này thì theo như em cháu được biết thì bốn vị này là chuyển kiếp của Đức Thầy, và Đức Thầy tức là ông Phật, cho nên là chúng ta dựa vào sách vở của nhờ bốn vị này thì sẽ đem đến những cái gọi là sự chính xác tuyệt đối đến cho với bà con. Thì nơi đây chúng tôi không nói thiên cơ, chỉ nhắc lại lời của Thầy, nhắc lại lời của Thánh Nhân ghi lại là cho biết là những cái thời điểm vào cái năm nào, mà mình không có chỉ biết năm nào và không có rõ là ví dụ như nói là năm dần, nhưng mà không biết năm dần nào, tại vì 12 con giáp thì sẽ đảo lại một năm, sẽ đảo lại 12 con y gan như nhau. Cho nên chú em chú cháu cũng mong rằng bà con trên con đường đạo đức tu hành của mình, thì Đức Thầy có tiên tri qua những cái bài Tết thì Thầy nói là năm nay ăn Tết thật là nghèo, sanh chúng u buồn nỗi nạn eo, đồng khô lúa ngập coi sơ sát, cảnh đói bung lung nổi giặc bèo. Thì mình sẽ tạm ngưng một cái khổ thơ 4 câu của Đức Thầy nơi đây, và mình sẽ tạm thời để biết được cái cảnh Tết nó sẽ khổ thế nào. Thì Đức Thầy là ông Phật, Đức Thầy nói ra là cái câu nói là duyên ngôn, có nghĩa là quý vị ngồi ở cái khí cảnh nào quý vị nói cũng đúng hết. Tại một người thấy màu đỏ, màu xanh, màu vàng, bốn mặt thì thấy rõ hết. Cho nên chúng ta không có bất cứ một cái vị nào nói chuyện ra thì chúng ta sẽ căn cứ vào giáo lý của Thầy là điều đúng hết. Tại vì Thầy nói duyên ngôn mà, ai đụng con do nói cái giò, cái lỗ tai, cái quạt gì đều là nó đồng nhất hết. Cho nên thì chúng tôi sẽ cho biết, cho quý vị biết được là lời của Thầy sẽ hé lộ ra cho chúng ta biết là năm nay, mà không biết năm nào nha, ăn Tết thật là nghèo. Thì quý vị biết rồi, các năm trước thì đâu có vụ mà công nhân trở về nhà sớm như thế này, nhưng mà chỉ có năm nay là công nhân trở về nhà sớm, mà sớm với mà một cái việc là lý do không chính đáng, có nghĩa là công ty hợp đồng với mình là suốt đúng năm hoặc là đúng ngày tháng nào đó nó mới hết hợp đồng, thì bây giờ nó tại cắt hợp đồng của mình. Thì thứ nhất là nó không có cái nguồn đồng ngoài, nó không có xuất khẩu được, đi được. Thứ hai là do là Tết nhất rồi phải trả bảo hiểm cho bà con đó. Thứ ba là vấn đề là cho tiền Tết. Ba cái yếu tố này đã đem đến là cho bà con nghỉ việc sớm. Thì nghỉ việc sớm là ngoài ý muốn, ngoài hợp đồng, cho nên là chúng ta cái đó là cái chuyện đó là không nên có, cái chuyện đó là không nên có, nhưng mà nó đã xảy ra rồi, cho nên là Thầy mới nói là năm nay ăn Tết thật là nghèo. Nghĩa là Thầy nói năm nay nhưng mình không biết năm nào, nhưng mà mình có thể là dùng cái trí tuệ của mình mới biết được năm nay, là tức là hiện nay ăn Tết thật là nghèo. Dân chúng u buồn nỗi nạn eo, thì u buồn nỗi nạn eo thì ngoài cái việc mà về nhà bà con sẽ bị thất sở, không có tiền Tết, không có tiền cúng ông bà, không có tiền lo cho cha mẹ, thì ngoài việc đó ra thì bà con cũng sẽ bị đó là nạn eo. Nạn eo tức là nạn eo như thế nào thì theo như sự hiểu biết của em cháu nói lên đây, thì cũng mong tổ thầy gia hộ để khi mà nói mà đúng cũng có lợi ích cho bà con, mà khi mà nói sai á thì cũng sẽ học hỏi lại, sẽ cố gắng học tra từ điển lại để giúp cho đời, giúp cho đạo để càng ngày càng tốt đẹp hơn. Dân chúng u buồn nỗi nạn eo tức là nói tất cả dân chúng, quý vị biết không, ở Vũ Hán lúc năm trước dịch bệnh của mình thì Vũ Hán nó đã bộc phát trước, cho nên là lúc đó là Vũ Hán đã là ngay chân cái dịp Tết Nguyên Đán luôn, tại Tết của mình tức là Tết của Trung Quốc nó đồng nhất với nhau, cho nên là ngay chân cái dịp Tết là bà con Vũ Hán ta tràn về quê ta ăn Tết là lây bệnh. Tôi nói quý vị ơi đừng có nói nữa, nhất là ở nơi thị thành đó, thì Vũ Hán bộc phát từ lúc đó. Còn Ấn Độ đó là bộc phát từ cái lúc mà đi lại cái sông Hằng mà để tắm đó quý vị, để tắm để gọi nước tiên đó, thì
cũng có là người dân cũng có tuyên truyền là lợi sông Hằng, mình tắm nước sông mình sẽ mát mẻ, là mình sẽ được nước thánh nước tiên, thì mình sẽ không có bị dịch bệnh. Nhưng mà quý vị biết không, lúc đó là thay nằm như thể làng can, có nghĩa là chết mà chết không thể nào mà tưởng tượng được, chết mà đến nỗi mà thay mà dục xuống sông quý vị nổi sình lên luôn, nó mà nó ghê gớm cỡ đó. Đó là bởi vì thầy mới nói là dân chúng u buồn nổi nặng eo, là nó sẽ kéo dài từ cái mí tết, sẽ kéo dài về sau sẽ là dân chúng sẽ u buồn. Thì Đức Thầy cũng có cho biết là bây giờ còn giấu chi đâu, nghĩa là không giấu nữa quý vị, không giấu nữa, có nghĩa là lộ hết ra, nó lộ hết ra trong cái thời điểm này rồi. Quý vị không lộ ra còn cái gì, còn đợi còn chờ nữa mà không lộ ra. Tại vì bây giờ đó là chuông kia treo sợ chỉ mành, chẳng lo tu niệm lo dành bớm ông. Cái chuông mấy tấn treo cộng chỉ, hay là tuồng đời như pháo châm ngòi, bá gia yên lặng mà coi khùng này. Pháo châm ngòi châm vô là chỉ còn đợi vài giây mà nổ thôi. Hay là cuộc đời mỏng tợ màn the, cuộc đời này nè quý vị, mình đang sống đây nè quý vị, nó mỏng như cái màn the vậy đó. Cái màn the là cái màn đó quý vị, dòm ngang là chỗ, chỗ cái màn là nó mỏng vậy đó. Nghĩa là nói là nó đã cùng cuối rồi, cùng là nó đã là hết đường đi rồi, cuối có nghĩa là tận rồi, nghĩa là nó tận cùng của cái đời hạ nguyên mập pháp này rồi. Thì thầy nói là dân chúng u buồn nỗi nạn eo, thì nó bắt đầu từ cái lúc cái mí tết. Mà cái mí tết nào? Cái mí tết là lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt đùng đùng đùng, lẹt đẹt nổ lùng túng lúng túng, dân ta túng ngao ngán cho xưng lão bất khùng. Đó là một cái chỗ. Còn hai nữa là ai ai cứ nói tôi khùng, 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, tháng giêng muối mắm mặn khô, tháng tư cậu sáu dắt cô về chùa, chú năm bợ đỡ nịnh thùa, nhà tôi hết gạo xách dùa đi xin, má ơi con má chết sình nó không ăn muối thúi ình má ơi. Đó quý vị thấy không, tới cái mà tới nỗi mà không có còn cái gì mà để mà diễn tả được chứ. Rồi đây á, chị chính coi tôi quá lông quá cánh cháu lôi xóm làng, anh mười hung dữ nghênh ngang, để tôi quá lửa nước tràn anh coi, chị coi tôi bắt con voi bắt con chuột lách nó moi giúp nhà. Đó có nghĩa là những cái đoạn văn trên sẽ nói lên, sẽ cho chúng ta biết là điềm báo và những cái gì mà nó hiện ra, cũng như là hào quang ở núi Cấm nè, đó hào quang ở điện Quỳnh Long nè, đó rồi những linh hồn và sắc dơ dắt dưỡng bay nè, đó rồi hiện tượng của đám mây nè, đó rồi phụng hoàng lửa, phụng hoàng trắng, đó, tất cả rồi rồng này kia, lúc này chúng ta nên làm gì và nên xử lý như thế nào để cho mình tránh khỏi cái đại nạn này. Thì đại nạn này thường thường là các vị thánh nhân đều nói vào cái dịp Tết hết quý vị. Đồng khô lúa ngập coi sơ sát. Đó, đồng khô lúa ngập coi sơ sát nha. Sơ sát là sơ sát như thế nào? Đồng khô lúa ngập có nghĩa là lúc này là cái nạn đói nó sẽ hiện ra. Nạn đói hiện ra. Mà năm 1945 đó là nạn đói ở ngoài miền Bắc đó, chết trên 2.000 người đó quý vị. Là có nghĩa là củ thơm cộng cỏ, rồi cái gì không trên cái cành cây đó, ăn luôn cái lá luôn, không còn lá đeo luôn. Đó quý vị thấy không, cái nạn đói nó cỡ đó đó. Đó thì còn ở trong thánh nhân á, thì có cho biết như thế này. Trong cái thánh nhân có cho biết một đoạn như thế này: Thương bá gia lo liệu hao mòn, gạo lúa đây có lúc không còn, đói khát này con nít thon giòn, chạy lạc hết không quần không áo, đến chừng đó không cơm không cháo, bọn lâu la giật hết trần chuồng, quần còn lưng trốn khủi qua chuông, chạy thất lạc tả tơi đói khổ, Phật thánh tiên thấy vậy châu mài, gắng lo tu cho khỏi nạn tai, chờ Phật định chỗ nào cũng khổ. Chừng Thất Sơn có ba tiếng nổ, thì lăng xăng các nước Á Âu, Phật thánh tiên mới quá phép màu. Bà nát nước thì muốn cho biết là cái nạn đói sẽ diễn ra, và khi nạn đói diễn ra nó sẽ đến, có nghĩa là 7 ngày đêm mình nói chờ trăng nè, hay là cảnh chờ mây mình vẽ lăng hoàng, 14 tháng 10 chờ lại cuốc trăng nè. Đó có nghĩa là cho biết là cái tháng 10 luôn á, không biết tháng 10 nào thôi. Cho nên chúng ta phải cũng như thầy nói là chờ sóng nổ gian thinh thì e bắt đắt ăn năn đã muộn. Hay là có đoạn thầy nói là cái chuyện này là mình dòm mà nó không có cái là cái gì chứ, cái chuyện chết chóc nè, Vũ Hán chết nè, Ấn Độ chết nè, chôn không kịp nè, nó không có là cái gì chứ, bảo luật là không là gì chứ. Thầy nói
sợ mai sau á giờ thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ toàn cảnh sông núi, cảnh sông máu núi xương tha thiết đó. Thầy nói lúc sau là núi là núi xương, sông là sông máu. Cái gì, cái gì thấy có cảm giác được cái điều đó không? Giống như cái đợt vừa rồi đó mà ở trên cái cầu ở trên Nam Giang đó quý vị, cái cầu trên Campuchia đó mà cái con người ta sợ cái cầu đó nó rung nó sập gì đó, ta chạy ta quấn chùm nhau, quấn một chùm vậy đó, bự khổng lồ mà chết trên đó. Quý vị giờ nghĩ coi quý vị thấy cảnh nó thế nào, đau lòng không? Quá là quá đau lòng luôn, bất tạo dòm, bất tạo không dám dòm luôn quý vị ơi. Cho nên các vị thánh nhân cũng đã cho biết là cuộc đời này nó sắp là cùng là cuối, là đời mặt pháp rồi, cho nên chúng ta phải tranh thủ để không còn kịp nữa. Mà Đức Thầy có cho biết là kỳ xả tội nay còn một lúc, sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ, cầm giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, trọng bóng thiện giống chi hưởng ấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Có nghĩa là gì đợi đến đó gì mới ăn năn là nó đã trễ đó, muộn rồi nha bà con. Đó thì trong nhiều cái đoạn cũng có nói là long dĩ xà đầu khổ chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đao binh, mã đề dương cước anh hùng tặng, thân dậu niên lai kiến cái bình đó. Có nghĩa là muốn cho biết là cái câu đó là long dĩ, long là rồng, dĩ là đuôi, xà là xà đầu, là cái đầu của con, cái đuôi của con rồng, cái đầu của con rắn sẽ kết vào cái đó. Là năm tới đây là năm 24 là năm rồng, năm 25 là năm 25 là năm rắn, năm 26 là năm ngọ, năm 27 là năm ngựa. Cho nên đó là chúng ta không biết cái năm nào, cái tháng nào, nhưng mà theo như em cháu đó, thầy nói là cuộc đời như pháo trăm ngòi, mà trăm ngòi từ lúc 1939 mà đến năm nay là 2022 và bước sang 2023 là gần 84 năm mà trăm ngòi chưa nổ nha bà con, chưa nổ nha. Nó nổ có nghĩa là ngày mai nó nổ, bữa nay chúng ta cũng không biết đâu bà con, cũng không biết là nó nổ đâu. Cho nên chúng ta phải lúc nào cũng Di Đà lục tự gác ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra, hay là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ của mình đó, hay là nằm ngồi đi đứng diệt biến chuyển thiên cơ gấp gấp. Có nghĩa là thầy nói là Di Đà mình phải niệm cho là đi đứng nằm ngồi các niệm chớ quên, tại vì diệt biến chuyển thiên cơ gấp gấp, nó đã gấp 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 rồi, nó không còn cái thời gian để cho chúng ta mà suy mà nghĩ đâu. Ủa vậy biết không, hiện bây giờ đó là có 3.600 mối đạo xuống hại chúng ta, cho nên chúng ta phải càng mạnh mẽ lên, càng tinh tấn lên gấp gấp nữa. Quốc đạo không phải là bán đường hay khen ngọt, bán giấm khen chua nha. Chứ đạo hòa hảo nha, quốc đạo dám giơ hai cái tay lên trước thanh thiên bạch trần. Quốc đạo nói Đức Thầy tức là ông Phật hạ phàm Tây phương cực lạc, hùng ngồi tòa sen đó. Còn hay là thầy nói là chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lỏi chút hồng trần để chịu cảnh chê khen đó. Còn hay là nhiều chỗ thầy nói là ta không quên ta là đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni đó. Nhiều chỗ thầy nói tại sao chúng ta gặp gốc mà chúng ta không có là giữ cái gốc lại, nay gặp gốc phải mau tìm gốc để gặp Phật, ngồi mà than khóc gỡ làm sao hết gối mà về, mắt nhìn xem yêu quái bốn bề bởi thất đức nên không ai cứu. Nghe bà con, cái gì của mình nó là của mình, cái gì của người ta là của người ta, mặc dù mình có lo có lắng có làm gì đi chăng nữa cũng là của người ta. Mà mình không có lo không lắng, mình cứ ung dung tự tại, đến hồi của mình là có tự có người lợi cho mình, có người tự lợi gỡ cho mình, đó là của mình. Cho nên thầy mới nói là thấy của người thèm cô nước miếng, muốn làm sao lường gạt lấy đi. Thèm mà nó nói mà khô nước miếng quý vị, là nước miếng mình nó chảy ra hết rồi, nó khô luôn, nó khô luôn đó bà con. Có nghĩa là nước miếng mà thường thường thì thấy của người ta thèm, sao không thèm không chảy nước miếng đi, phải không? Là đó là văn, đó là văn thường, văn đó là văn thường, chảy nước miếng là văn thường, gọi là cái duyên ngôn thôi. Mình nghe mình hiểu cái kiểu này cũng được, mình hiểu kiểu kia cũng được đó. Còn có khi văn thầy tả tượng hình nữa, tuyệt vời lắm. Thôi mình trở lại vấn đề đó, thầy nói là đồng khô lúa ngập
coi sơ sát có nghĩa là sau này chúng ta sẽ bị một trận đói, một trận đói gắt. Thầy mà có chỗ thầy nói nè, đói đói ăn bắp, đói ăn khoai, hết bay hết khoai hết bắp, chiều mai ăn đá. Thầy, cái thầy nói ông bị dài đói quá rồi, bây giờ mình nướng đá mình ăn đi. Cái ông bị dài lơm lơm giận thầy, thầy nói đá mà ăn được sao được thầy. Thầy nói thì ông cứ nướng đi, nướng xong rồi mới nói ông nướng, ông đem một cái cục đá lại trong chỗ chư thần á, ông cúng chư thần. Ông bị dài ông đem lại, ông mới đưa lên cho chư thần, ông mới cúng, ông nói nè thầy nói nè, đá nè đem lại cúng cho ông nè. Không ăn được thì ông ăn đi, ông đi thần ngốn ngán, ngốn ngán giống như ăn kẹo vậy đó, mà thơm ngon lắm. Thì đó là ông bị dài ông nhắc lại gì đó. Rồi khi mà ông bị dài thấy thầy ăn, thấy ông cắn nhẹ ăn vô thì nó thơm, nó ngon quá vậy, nó thơm ngon lắm. Cái đó là thầy cho ăn mới ăn được nha quý vị. Đó, cho đến cái lúc mà đói ăn bắp, đói nữa ăn khoai, hết bắp khóc, hết bắp chiều mới ăn đá. Thêm nữa, đó là nó thầy nói là có chỗ thì trong cái bài mà khuyên người tự lập phước thiện đó, thầy nói là sột sột nhà sao mụ dép nồi, ông chồng quần áo gách lôi thôi, đàn con ngơ ngác đòi sơ bữa, đủ kẻ dành nhau lắng chỗ ngồi. Đó, gì thấy không? Một cái bài thơ mà nó tượng hình lên một cái khung cảnh của cái nhà có hai vợ chồng mấy đứa con mà lột sột mụ là vợ đó, giết cái nồi tọt xuống. Ông chồng quần áo rất lâu thôi là quần áo tả tơi chứ, bầy con thì ngơ ngác đầu sơ bữa, đủ trẻ dành nhau lắng chỗ ngồi. Quý vị thấy mỗi cảnh khổ của cái gia đình. Tiếp tục đó là thầy nói là cảnh đói bung lung nổi giặc bèo đó. Cái dụng thầy từ bung lung là nghĩa nó rộng ra chết là chết, như là bèo trôi chết nhiều. Còn cảnh đói bung lung đó là cảnh đói là cái đói rộng ra, ai cũng đói hết trơn đó bà con ơi. Thôi bây giờ chúng ta những người có khá giả đó thì Quốc Đạo cũng mượn lời thầy mà nói quý vị. Thầy nói kẻ giàu khó, thầy nói là người tốt phước đó là giàu có, nên mở lòng nhân tiếp rước mới là làm hiền lành hơn tụng hơn à, hãy tưởng Phật hay hơn có ghé. Đó hay là phước nhiều tiên cảnh lên gài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thế. Đó hay là làm nhân ái ác tiêu bệnh tật quý vị. Đó, cho nên chúng ta nên mở hồ bao bố thí đi quý vị ơi. Thầy nói sau này á, nhà giàu có sao nhiều tai ách. Quý vị thấy tai ách không? Khi mà nhà nào mà giàu có đi thì khi mà chiến tranh nổi dậy hay là dịch bệnh đói khổ thì ăn cắp ăn trộm sẽ hướng vào đâu? Hướng vào cái người giàu không rồi bà con? Hướng vào người giàu không mà. Mà thầy nói á, nhắm mắt cũng nắm có hai tay, đâu đem tiền của đem gài hầu non, chỉ có tội chứ phước thời còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều thì tiên cảnh lên gài, tội nhiều thì xa đọa nhiều ngày thẩm thê. Chừng ấy biết chỉnh gây ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toán. Ngày nay sớm đến Phật đàn, niệm một tiếng Phật mà cứu an linh hồn đó. Thì thầy muốn nói là sau này chỉ còn tội và phước thôi là bà con ơi, không còn cái gì nữa đâu. Tiếp tục đó là nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài, ba ngày sinh nhật hỏi nơi ai, rượu trà cờ bạc ôi cung quý, bạn biết lễ xưa của ai bài. Thầy nói ba cái ngày sinh nhật mà để chúng ta ăn chơi đó là cái đó là không biết của ai bài đâu, không phải thầy đâu, không phải thầy nói đâu quý vị, mà của ai, của ma mị nó bài đó. Cho nên chúng ta không có quan tâm đến cái chuyện đó. Thầy nói cúng bông hoa nước lạnh nhang là đủ rồi. Thì thầy nói là nhang, thầy không có nói là mấy cây, thầy nói là bông hoa, thầy nói không có nói là bao nhiêu, thầy nói nước lạnh không có là mấy chung, nên chúng ta cúng có bông hoa, có nước lạnh, có nhang là đúng, mấy chung mấy tách gì cũng đủ, cũng đúng đó. Cái nào không quan trọng thầy không có nói. Ví dụ như thầy nói là giái Phật tổ Phật thầy, nay con thành tâm cầu nguyện, nay tôi chứ không phải là nay con, nay tôi thành tâm cầu nguyện cho tên của người chết. Thầy không có nói là ông bà, thì cái đó không quan trọng. Và tên của người chết thầy không có nói là hưởng thọ như tuổi, thì cũng không quan trọng cái tuổi. Thầy chỉ nói là tên người chết thôi. Mình phóng ý lên, mình phóng tâm lên là ông bà không biết rồi, mình sợ gì mà ông không có biết mà để mà nhắc ổng. Đặng để là mình nói là mình giỏi sao mình không lên mình làm, mình không có làm ở làm Phật làm thần tiên gì đi,
mình giỏi làm chi mà mình còn bị đọ địa ngục, mình còn nằm ở dưới đây mà mình giỏi làm chi mà mình bất lỗi. Thầy nói chớ nên bắt bẻ, chớ nên bắt bẻ Phật thầy, rồi sau sẽ bị đọ đài tâm thanh nha quý vị. Ai bắt bẻ Phật thầy á là quý vị nguy hiểm lắm nha, là cái đó là không có mà ai cứu được nha quý vị. Cho nên là chúng ta, cái từ của thầy nói nó đơn giản, nó giản tiện lắm, mà chúng ta vì cái lời nói đó mà chúng ta đồng đạo phải muôn thuận với nhau, phải mắc hòa khí với nhau. Cũng như hai vị đó đang ngồi đang coi lục tổ thuyết pháp, thì hai vị đó mới dầm cái cây, mới gặp là cái phướng, là cái cờ đó quý vị, cái phướng là cái lá cờ đó. Người thì nói là phướng động, người thì nói là gió động, thì gió động nó mới tác động vô cây cờ. Mà cây cờ ông kiếm nói là cây cờ không động, mà sao mà gió tác động vô mà động. Hai ông nó cứ nói là phướng động gió động. Ông lục tổ đi nha, tổ nói không có phướng động, không có gió động, mà tâm của quý vị động. Quý vị thấy tuyệt vời chưa? Lục tổ là chở về tướng hết. Nếu mà quý vị còn thấy mình ăn chay là quý vị còn đang ăn chay tánh, còn đang chay tánh. Quý vị còn đang thấy còn ngon còn dở, quý vị còn đang chay tánh. Mà quý vị thương người mến vật, quý vị giúp đỡ cho bà con xã hội, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến lộn ly hổ hạnh hỏi lâm, còn đúc chuông đồng phật bự đó. Rồi quý vị làm như vậy đó mới gọi là ăn chay tâm đó. Quý vị không sát sanh, không hại vật là mới là chay tâm. Chớ ăn chi mà ăn chay trường, mang danh tiếng ăn chay trường, ăn chay kỳ, mà bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa thì ra tay cấu xé. Thôi bà con ơi, mắt cái gì cũng thấy hết trơn á, nhưng mắt cái tâm á bà con không có thấy đâu. Thầy nói á, giữ đừng mòn linh tánh mới hay nha quý vị. Mòn cái linh tánh mình không có hay đâu. Một ngày nó đỏ đó, mình thấy mình không ưa, không thích cái người đó, dễ không thích dễ, rồi nó nhài ngày nó mòn đến nỗi mà tác động mình, cái miệng mình nói ra những lời tác đức, đó là mòn đó quý vị. Tại sao mình không đưa ta lên cãi đi, nó luôn muốn mình không đưa ta lên cãi đi. Thì hôm nay đó Phật đạo muốn gửi đến thông điệp với bà con là cuộc đời nó lại càng gắt lại càng gai, bởi mái thiên cơ chẳng dám bài, gắn núp với hang coi ngựa chạy, chỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay. Đông tây che sát trời trộn ngọn, nam bắc ê hề ắt chở thay. Nhân vật mười phần hao bảy tám, thành viên thấy vậy cũng trâu mà. Đừng có để đến cái lúc đó rồi gian linh mà chịu, Phật làm sao cứu kịp cho chàng. Nhớ nữa đó bà con, cái con chó với con trâu đó, thì bác đạo thấy nhiều người ăn thịt trâu thịt chó, thì mà hiện giờ cũng ta nhà nát cửa rất là nhiều luôn, hầu như 100% là những người đó làm như vậy. Bác đạo mới nhớ thật lại câu giảng của thầy, thầy nói là bắt ngu bắt cày đánh chúng làm ăn, đừng đau để Phật lăng xăng, Phật nào chứng kịp lòng người ác gian. Các quý vị thấy không? Bây giờ đến lúc mà mình cứ việc mình mãi mê, bây giờ quốc đạo còn thấy ra những cái việc mà nó phủ phàng lắm. Mà bởi vì cái lời của thầy nói nó tuyệt vời lắm quý vị ơi. Thường thường mình lại thầy á, mình lại cái gì đúng không quý vị? Quốc đạo thấy lại như vậy nó còn chưa có thỏa đáng, chưa có thỏa đáng cái lòng để mà hiếu kính với thầy, đền ơn thầy. Lại tùi gì ra luôn, là lại hết ra cho tỏ cái lòng hiếu kính với thầy. Khách lại em ơi. Có sự cố bà con ơi, có những vị khách ra lại để xin tiền đăng ca trị bệnh để giúp cho bà con đó. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trở lại vấn đề đó bà con, thì cái Tết nhưng mình không biết cái Tết nào, nhưng mình cũng phải thầy nói đố ai biết đặt ngày mai, ngày nãy yên tĩnh ngày mai thảm sầu. Khi mà nhật đảo chánh pháp đó thì cũng 12 giờ đêm, mà thầy nói 12 giờ đêm thì đúng 12 giờ đêm nó mới xảy ra chuyện. Cho nên giờ 11 giờ mấy cũng chưa có, 59 cũng chưa có xảy ra việc đó bà con. Cho nên bà con phải ngừa trước đó sao để biết được cái sự tình nó sẽ xảy đến, nó khó khăn như thế nào. Thì những em cháu biết được sẽ nói hết, để không thôi rồi để có chuyện xảy ra rồi mình cũng chỉ bằng đặt.
dấu pháp đó quý vị. Đó, học được cái gì mình cứ nói ra hết đi, rồi bà con mình đấy, người ta có duyên với mình, người ta sẽ nghe mình, người ta thông cảm cho mình. Thì tiếp tục đến đó, hiện giờ đó là ở ngoài Bình Dương, ở ngoài thành phố, thì cái công ty của Tỷ Hùng đó đã đuổi công nhân về rất là nhiều, làm cho nhân sự bây giờ nó vui nha nhớp cũng như là khổ đó. Rồi bây giờ thầy nói năm nay ăn Tết thật là nghèo rồi, còn nào là 41.000 công nhân mới đây nè quý vị mất việc làm. Rồi 7.000 công nhân lao động thì bị nợ lại công ty là 111 tỷ đó. Quý vị thấy bây giờ nó gối loạn hết rồi, nhào cái người thì đói không có cơm ăn nó, còn cái người á thì lại thiếu nợ lại công ty, nó đủ kiểu hết trơn rồi. Công ty bây giờ nó cắt bế mà nó không cho mình làm nữa, nhiều việc xảy ra đó. Cho nên thầy nói nè, ước ao xuân mới bằng xuân cũ, thanh bạch tâm hồn cuộc thảnh thơi. Có nghĩa là thầy nói á, cái xuân mới này nè, thầy ước cho nó bằng cái xuân cũ lại. Tại cái xuân cũ là cái xuân hòa bình, cái xuân an lạc, cái xuân không có chết chóc, cái xuân không có dịch bệnh, cái xuân mà mọi người đều nấu nồi bánh tét chung vui nhau để cúc ông bà đó, những miếng tàu hũ, những miếng tương dưa đó, đem lại hạnh phúc cho gia đình an lạc đó. Còn bây giờ thì tết đến thì nó lại là nó khác lạ quý vị. Tết này không biết còn cái tết nào nữa không, hay là cái tết cuối tay đó, chuyện gì mà không thể xảy ra. Bà con đâu có nghĩ rằng là mình phải ở trong nhà, đâu phải mình phải không có cho ra đường lộ, có nghĩa là khắp Bắc Nam khí trời mù mịt đó, lộ không người nhà bích bỏ ra đó. Giai đoạn nó chưa có tới nha, giai đoạn nó sẽ tới thôi, chưa tới giai đoạn đó nghe. Hay là thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều nam mô, hay không lấp mà để bơ khô nước không có uống nam mô đạo nào. Tới cái giai đoạn đó nữa nghe quý vị, chưa tới nha. Tại vì thay không lấp mà để bơ khô có nghĩa là vừa rồi là chúng ta dịch bệnh chúng ta còn chôn cắt được, chúng ta còn thiêu được nghe. Còn ở bên Vũ Hán, ở bên Ấn Độ còn thiêu được nghe bà con, chứ chưa có ai phơi khô nha. Đó, nghĩa là chưa có tới giai đoạn đó. Còn nước không có uống, nước không có uống là có nghĩa là thầy nói là còn một chặng sơn băng thủy kiệt đó, là mới đến cái giai đoạn nước không có uống mà nam mô đạo nào nè. Ông ba không cho biết gì đó. Đó, có nghĩa là sơn băng, sơn là núi, băng là đóng băng lại, núi đóng băng lại, thủy là nước, thủy kiệt là không còn kiệt là hết. Nghĩa là thủy kiệt là không có nước uống. Nó đến cái giai đoạn đó là mới gọi là nước không mà có uống mà nam mô đạo nào. Tới lúc đó là niệm gờ để chứ không biết đạo nào chứ. Đạo nào chứ. Tại sao lúc này là tại sao cái giai đoạn này là bà con không có thời gian rảnh rỗi. Thầy nói lúc rảnh về nó thường xem kệ giảng. Thầy muốn dùng cái gọi là cái sự đó. Thầy muốn dụ chúng ta khi mình dụ đó. Thầy muốn dụ dùng cái sự thầy dụ chúng ta để vào để coi kệ giảng. Kệ giảng để nghe gì? Nghe những lời kinh tiếng kệ. Mà bây giờ chúng ta quý vị biết đi, mở cái máy điện thoại lên nghe cái gì, coi review phim, coi cải lương, coi phim, coi những hài hước, coi những cái tệ nạn xã hội, coi những cái gì mà gùng gợn thì coi, chứ còn lời kinh tiếng Phật. Cái lời kinh tiếng Phật này nè quý vị, là kinh tiếng kệ này nè, nó giúp chúng ta trở thành là một con người không đúng đắn trở thành đúng đắn, một con người công trở thành thẳng, một con người tối trở thành sáng. Chúng ta sẽ nhận được cái ngụy, cái trơn. Chúng ta nhận được cái này là cái xấu nè, không nên làm nè, cái này cái tốt nên làm nè, đó. Chứ đâu phải mà dạy chúng ta cái điều gì vậy đâu. Để một hai cái để cho quý vị xem cái lợi ích của cái người coi giảng thế nào nha. Hằng ngày ở Quốc Đạo đi ra ngoài quán, để ngồi ngoài trước quán. Quốc Đạo nói gì? Quốc Đạo nói gì chứ ở quán đó? Quốc Đạo nói là gặp người ta đi ngang Quốc Đạo chỉ rồi ông ba đó, ông bê, ông thê đó, ông vị đó. Thầy là nói chuyện với người ta, mà thầy nói là hải dẹp gác nhớ câu lục thầy đó, đó là cái gác của mình, đó là cái gác ở ngoài lộ, cái gác từ bỏ đó, mình gác cái câu lục từ đó. Thì bây giờ Quốc Đạo coi giảng, Quốc Đạo đã biết là mình không nên nói như vậy nữa. Quốc Đạo sẽ không có ra đường lộ để nói, mà ở nhà mình sẽ cúng xong rồi mình niệm Phật, niệm Phật rồi mình nghe giảng, rồi mình đi lao động, mình làm những việc từ thiện của mình. Thì thầy nói là tích thiện thì thầy có tích dư bằng tích ác, gọi ok lắm. Tại sao mà hỏi chứ người đó bằng tử Quốc Đạo mà sao khổ, mà sao bệnh, mà sao thập tử nhất sinh, có người trẻ hơn nữa tại sao vậy Quốc Đạo?
quý vị ơi, không phải chuyện gì nữa không đâu. Tại sao mà người đi chung với mình á, người ta không có chửi mình mà ta chửi ông A ông B? Không phải mà chuyện đơn giản như mình nghĩ đâu, mình phải có cái gì đó mình chọc người ta, tác động cho người ta, ta mới chửi mình đó. Còn mình làm phước làm thiện mà điểm ru thì ai nói gì mình đó. Cho nên đó là coi giảng của kinh rất là có lợi lộc nè. Thầy nói nè, thầy nói bước ra đường ăn nói thành thà, giàu khôn khéo cũng là giả dại, nếu tranh đương ác đa bị hại, thêm xa cơ lại bị xích xiềng. Vì đời nay cũng mới dụng tiền, ta dụng chữ nhân chữ nghĩa. Mình học một đoạn giảng đó, thầy nói là bước ra đường ăn nói thật thà, giàu khôn khéo cũng là giả dại. Thì mình ra đường, mình có khôn mấy, mình cũng cô chú nói vậy con nghe, mình học hỏi những cái lời hay cái đẹp của người ta, học thêm vô, đó, mình cãi ra làm chi, đó, rồi giàu khôn khéo cũng là giả dại, đó là câu đó. Mình làm vậy đi, bà con thử làm một lần thử coi như thế nào, bà con sẽ thấy tuyệt vời của cái đạo Phật, quyền bí của cái đạo Phật. Nếu mà tranh đương các ta sẽ bị hại, quý vị tranh cả đạo quyền cũng bị hại chứ. Tranh đi, tranh làm chi? Bây giờ cô chú á, lỡ cô chú nói phải mình nghe, không cô chú nói phải thì im mình đi đó. Mình đừng có nói gì người ta hết chứ á, sao mà mình có hại được? Đó là một việc. Thứ hai, thầy nói là tánh thuần lương dễ mặt chư tư, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nếu mà ai mà tu theo đạo hòa hảo mà cái mặt mà đầm hoài là người ta tu lộn pháp, bất đạo, dám tiên đón một câu, dám giờ là giờ của uy tín mình ra nói một câu. Nếu mà ai mà tu theo đạo hòa hảo mà cái mặt mà không cười đó nghe, mà đầm suốt một ngày đó là tu lộn pháp, đang ngu ngô, đang tính toán cái điều gì đó, tính toán cái điều gì hại người ta đó, bất đạo dám gì luôn, dám hứa gì luôn. Tại thầy nói mà, ông Phật nói mà, bất đạo không có ngại đâu. Nhất là mấy cái người mà cách chùa mà chùa lầu đó nghe, bất đạo nói là đòi địa ngục hết trơn luôn nè. Thầy nói nè, muốn cho dân gõ đạo màu chứ không có muốn chùa lầu cho cao nghe. Quý vị nhớ điều đó nghe, quý vị nhớ điều đó nghe. Quý vị là người phàm là được thầy cứu, và quý vị còn làm nghịch lời của ông Phật là quý vị đọa địa ngục 100%, không có ai mà chạy khỏi hết. Cắt cái chùa lớn là một chi, cắt cái chùa lầu một chi, mà dân xung quanh nó khổ, dân ở xã xung quanh xã khổ, khổ nhất hết trơn á, không có gạo ăn, bị mù đuôi, không có ai giúp tiền để đi gặp thương bác sĩ, bị bệnh nằm liệt giường liệt chiếu. Ủa vậy các cái chùa làm cái gì? Để gì đâu? Đúc Phật lớn chùa cao bối gối mà làm cho Phật giáo suy đồi. Cái tội của mấy ông làm cho Phật giáo suy đồi đó. Tu vô gì chứ cúng chè soi mặt chẳng biết cũng xanh lo lót. Nếu ai tu theo hòa hảo mà cắt chùa lầu là sai, là sai. Lời của thầy nói sai, quý vị sai. Không biết con cháu mình sau này nó có nhận thức được là cha ơi, cái chùa này là cái chùa của hòa hảo hay là cái chùa có thống nhất vậy cha? Tại sao vậy? Tại vì thầy nói là không có cho đúc chuông, đúc chùa, đúc hình tượng. Mà sao trong chùa này có hết trơn vậy cha? Sao kỳ vậy ta? Sao mà cỡ này quý vị không sợ hả? Quý vị không sợ hả? Thầy nói làm theo lời chỉ mà ngày gà gặp ta nghe. Nè, thầy nói nè, thầy nói là thiên hoàng cũng mở các lăng ở trên, mà mở cho những người ta tu theo lời thầy, để ta đi lên. Địa hoàng cũng mở mấy tầng một ngôn là cho quý vị đó, cho những người cắt chùa lầu đó. Chừng ấy thêm thấy ghê hồn, cho chồng coi thử có mại không. Bây giờ cái thời kỳ này nó đã cùng cuối rồi, quốc đạo không ngại để nói đâu. Còn ai mà cắt chùa lầu đó, mà đạo bảo cắt chùa lầu đó, thì xin cứ việc liên hệ quốc đạo để mình tư vấn, mình nói chuyện với nhau. Quốc đạo không ngại đâu. Quốc đạo nhắc là lời thầy. Thầy nói á, đúc Phật lớn chùa cao bối gói mà làm cho Phật giáo suy đồi, tu vô vi chứ cúng chè soi Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Cái cúng chè soi mà Phật còn không ăn nữa kìa. Còn nếu mà cho mà các chùa lầu ở dưới tổ đình dưới An Hòa Tự A hả, chắc lên tới cái lầu 8, lầu 9 nó chảnh rồi, đặng để cho quý vị lên chảnh đặng để chiêm ngưỡng rồi, mà không có cho cắt, để cho tiền cho những người hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Quý vị mà giờ này mà còn không có thức tỉnh nữa thì nó quá trễ rồi đã. Nói mình là cái người mà tệ nhất trong cái người tệ rồi, là cái thờ thượng quân thượng, cho trung quân thượng, hạ quân thượng, mà nó kéo dài hết tới đây là nó chín lần như vậy rồi, nó chín lần như vậy rồi là mình là cái thờ xuất luôn rồi. Có mặt nơi đây luôn, cả quốc đạo có mặt nơi đây là những người tệ bạc, là những người tệ bạc, là những người cặn bã, là những người cặn bã, là những người dơ giấy. Cho nên Phật mới xuống đây mới là gom nhành lá rụng mà dung trồng giống xương, chứ không phải là quý vị là những người cao thượng gì đâu. Quý vị phải biết chuyện đó, phải biết là cái thân của mình nó không có phải là nó tốt đẹp gì nữa. Mình là cái người xấu xa mới còn ở cái đời hạ quân mặt pháp này, mình là cái người mà còn ngõ sẻn tham lam sân nộ mê si mới ở cái thời này.
Cho nên là quý vị phải nên biết cái chuyện đó, phải nên lúc này phải nghe và thức tỉnh lại. Quốc đạo nói chuyện, quốc đạo tâm sự, chia sẻ với bà con. Ai có duyên quốc đạo cứ việc tu hành, cứ việc gọi điện thoại lại quốc đạo sẽ ok, sẽ cùng nhau để mình tấn triển trên con đường đạo đức, để cùng nhau để vượt qua khỏi luân hồi sáu hẻo. Còn ai không duyên thì cứ việc đi, đi con đường của bà con, cứ đi thẳng xuống cái địa ngục, đi thẳng địa ngục. Ở đây chúng tôi không tu, không tu thì cũng bằng tình, chớ cha lắm công dịch dạy bảo. Đó là Đức Thầy nói. Thầy nói Tết rồi, Tết nữa, Tết liền. Đấy. Thầy sợ cái Tết, tại vì cái Tết là một cái Tết là một năm, mà một năm là nó gắn, nó sẽ rút ngắn lại cái đoạn thọ của chúng ta, đoạn tuổi thọ của nó sẽ rút ngắn lại. Giờ chúng ta sống 30 tuổi, 30 năm mới chết, mà cái Tết nữa thì chúng ta sẽ rút lại 29 là 28 nhân dân, rút lại. Mà khi chúng ta làm những chuyện ác đức nữa thì thọ chúng ta nó rút lại nhiều nữa. Đó, mà làm phước Tết rồi, Tết nữa, Tết liền tay. Nó thầy ngại cái Tết. Đó. Năm cuối mỗi năm cũng Tết hoài. Năm cuối là có nghĩa là năm cuối là nghĩa là cuối của năm nay và tới năm tới. Thầy nói Tết hoài đó, thầy nói là nghĩa là cái chuyện sanh tử chúng ta nó sẽ kéo dài tới hoài. Sẽ nhanh đi. Tại thầy sợ là cái Tết thì chúng ta có gì, chúng ta đừng vui vẻ, chứ thầy có vui vẻ chỗ nào đâu. Thầy nói là mọi người đua nhau gần mới, lòng ta có thấy mới chi đâu. Cái gì thấy không, nói ra mà muốn rớt nước mắt. Thầy nói thầy thấy mình đó, thầy nói mình đua chen rồi vui vẻ rồi ham ăn thua rồi làm mình chi mà không lo tu. Cho nên là thầy sợ là cái chuyện nó đến, nó sẽ đến rồi, cặn kề rồi. Thầy nói mọi người đua nhau gần mới, đua nhau là hôm nay xưng đến thì nghe làm này làm kia, bài vẽ cửa đủ công chuyện ra, cái chuyện tu hành thì không có làm. Đúng ra là Tết chúng ta phải làm gì, chúng ta phải gom cái quỹ lại, quỹ lớn lại, gom lại. Là bây giờ là quốc đạo có nhiêu tiền quỹ của cái tháng này, rồi quốc hành có nhiêu, rồi La Phượng có nhiêu, ta gom hết lại cái quỹ của mình để chi vậy? Để chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi lễ, một cái buổi đi quay cho tiền những người nghèo, cho tiền những người già neo đơn, cho tiền những người bệnh chết à, cho tiền những người mà lỡ được có các thằng đặt làm theo lời thầy, đó là mới đúng theo lời di ngôn của thầy để lại. Chứ ở đó mà lấy tiền ra rồi gấp buồn báo tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Bây giờ có vụ này nè, Mạnh Thường Quân á mới kêu là ông An bên đó, giờ Mạnh Thường Quân là có quyền mà, kêu bây giờ phải đi cho quà, mục đích là nhằm đi chơi luôn. Phải nói đó, rất buồn bá tánh biết bao, nạn nguy sau lưng kìa, tới cái bên này kìa mà ngao du hoài. Ngao du là đi chơi đó, hay là mãi ăn xài trà đủ xinh xoan, từng khổ não hàng ngàn tấn tốt. Mấy người nhậu lúc nào cũng phải khổ hết trơn, mấy người nhậu cũng là phải khổ hết trơn. Quốc đạo có một cái gì gọi là khi mà cái người nào nhậu đó gọi điện thoại ra, quốc đạo không nghe máy. Cái người nào nhậu nói chuyện quốc đạo không nói chuyện. Quốc đạo không có một cái điều giúp quốc đạo cấm kỵ là người nhậu nói quốc đạo giống như là kẻ thù. Đạo quốc đạo là cũng người phàm học thôi, học tu thôi. Ai mà nhậu là đạo quốc đạo là quốc đạo không nói chuyện. Và có nghĩa là người bạn nó sẽ là dữ dữ luôn, không quay lại luôn. Có nghĩa là nói quốc đạo là chuyện đạo, đó là quốc đạo đặt trên hàng đầu. Mà thầy chỉ là thầy nói đó, lúc trước là ở trong cái đạo của Bình Sư đó là để nhậu là đứng hàng thứ ba, thứ tư rồi. Bây giờ thầy mới canh tăng là thầy để là hàng đầu. Thấy nguy hiểm quá, thầy để là hàng đầu. Đó. Mới tu, xem xét là cái việc đời là cái việc Tết đây nè. Tết tới đời tới nè, thầy muốn tu. Tại vì cái Tết là cái nguy hiểm. Tại vì những cái Tết là cái nguy hiểm không mà. Tại vì cái chiến sự nhập cái Tết mà nó gây ra. Cho nên là sợ. Đó. 30 tháng chạp đó quý vị, 30 là cái ngày Tết ăn vô thừa đó, tháng chạp là cái tháng Tết đó. Dở mồm mũi vô lại vô, mũi vô. Chào xuân mừng thấy, chào xuân cảm thấy xuân mừng nói, mê mệt tâm can trí bất cuồng. Chào xuân, thầy muốn chào xuân là thầy muốn dùng cái từ tả cảnh. Thầy muốn nói cái xuân này là cái gì. Chào xuân mà xuân không có chào lại. Chào xuân mừng nói, chào xuân chẳng thấy xuân mừng nói. Chỉ là tôi chào một cái
một cái tảng đá vậy, không có nói chứ vô chi. Thầy buồn thì cảnh nó thì cái thơ tượng hình mê mệt tâm can chí bất cuồng. Mê mệt tâm can là mê mệt tâm can của thầy, thầy mệt, thầy chí bất cuồng là chí bất cuồng là cuồng, cái quý vị có nghe cuồng chí không, nhưng là nó lộn xộn cho nó vui cái tội chứ, nhưng mà cuồng chí. Và hôm nay thì là bắt đầu muốn gửi đến bà con, có nghĩa là những cái đề tài gọi là đầu xuân, mà đầu của cuối của năm năm dần và đầu của năm mèo, thì các vị thánh nhân cũng nói là năm dần là nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mèo thì như tơ rối cuồng. Còn nhiều chỗ thì nói là rối cuồng có nghĩa là nó luôn luôn lộn xộn rối cuồng. Thì quý vị thấy rồi bơ vơ chưa, năm dần vừa rồi bơ vơ, nhưng mà còn lại 40 mấy ngày cuối nữa thì nó còn nhiều việc xảy ra, nó nghe bà con chứ không có đơn giản nha. Có nghĩa là trong cái bước qua năm mèo đó, nó muốn khối cuồng cái năm mèo đó, thì cái cuối năm dần này nó phải bắt nguồn, nó phải khởi lên từ cái cuối của năm dần này, nó mới bước qua năm mèo, nó mới khối cuồng. Mà dịch bệnh nó khối cuồng lắm, vì dịch bệnh nó gói giống chiến tranh. Cho nên là cái muốn gửi đến bà con là bây giờ mình phải người giật lại, nào đói nè, nào đau nè, nào dịch bệnh nè, đó, rồi nào chiến tranh nè. Đó là cái cuối của năm dần này nó rất nguy hiểm cho bà con. Tại vì Vũ Hán nó bùng phát dịch đó là vào cái Tết nha bà con, Tết Nguyên Đán đó. Cho nên bà con cái Tết Nguyên Đán này của chúng ta cũng cẩn thận. Không biết năm nay có 30 hay là không. Đó, nếu không có 30 thì chúng ta cũng đỡ được một cái phần nào lo. Nhưng mà thầy nói rồi, đố ai biết đặng ngày mai nha bà con. Thầy còn đố cái chi mình. Ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Thì để kết thúc một cái chuyên đề của cái gọi là một cái khổ của công nhân chàng gì. Công nhân chàng gì có gì phải khổ thôi. Bây giờ quý vị nghĩ coi, bây giờ về nhà nè, ở nhà này có gì đâu làm đó, giác đồ giác đạt thì cũng có, ở mấy người ở xuống nhà ta giác rồi, mình bật vô làm năm đôi ba người thôi. Rồi ở nhà làm cái gì, tới ngủ trà cờ bạc thôi. Rồi dịch bệnh nữa, dịch bệnh bùng phát, nó bắt đầu chúng nhau bệnh hoạn, cái đầu cái chỉ thị đến dập tới luôn, là bắt đầu cái cuối năm dần để bước qua năm mèo, cái như tơ gói cuồng đó, bà con thấy chưa? Cái nguyên nhân là như vậy, mình phải trông xa hiểu rộng. Mà mình phải làm gì? Mình phải là hoạt động theo kiểu là mình phải là thương người bánh giặc, mình phải về thăm nom cha mẹ, mình phải là cúng kiến ông bà, mình phải là ăn chay ăn lạc, mình tu hành đó, vậy đó là cho mất quýt lại cho xã hội. Thì ai có duyên có tạo sẽ nghe những lời này sẽ đi vào lòng người. Ai không duyên có tạo thì không sao, có thể tạo không sao bình thường. Thì khi mà kết lời thì có tạo sẽ đọc một cái đoạn văn này, để một đoạn văn ở trong cái quyển này, là cái trong tứ thánh, ở trong đoạn cuối, ở trong tam hoàng thơ, đoạn cuối này, để tiếp sau các cậu sẽ nói cái đoạn này. Đoạn này hay lắm, vô sau này quý vị ghi gợn lắm. Thì các cậu sẽ đọc từ cái đoạn là: này anh nhà cửa ở đâu, bị dân ăn cướp nhà đâu mà về, để tôi bắt ngựa cỡ về, lúa dê uống nước, gà nghề đã chơi, tháng 7 tháng 8 đi chơi, mời anh mời chị đã chơi một sòng, ăn tết đi đá tiền đông đó, quý vị không, ăn tết đi đá tiền đông là quý vị hiểu rồi. Đó là cái vụ này là nó quan trọng lắm. Chú đi lục tỉnh trở về tay không, nó lục tỉnh là nghĩa là 6 tỉnh của mình. Và cái đoạn này sau này bác cậu sẽ dịch cho quý vị nghe là lục tỉnh là ai đi qua lục tỉnh và làm cái gì qua lục tỉnh và sao đây trở về tay không. Đang dịch đoạn này cho quý vị nghe rất là hay luôn. Quý vị nghe đoạn này là quý vị hết ham mà để mà chúng ta còn phải tranh đua danh lợi tình nữa. Có nghĩa là lo giàu nghèo nó cũng chẳng gành, ham công danh quên chữ sinh thành, mà mến phú quý quên công dưỡng dục. Có nghĩa là cái chữ mà ham làm giàu làm có nó sẽ quên đi cái công ơn của cha mẹ. Đó là như vậy đó, thầy mới nói gì đó. Ba kỳ anh thiệt quá đông, đi nam đi bắc đi đông mới về, thằng này mày thiệt nhà nghề, cu son lặt sắn má chê chú mà chú thầy. Mày ham mua cuốc mua giày, mua gâu cá chốt cặm mài cá chê, ham chia có bảy mày mê, chú mày 70 con dê có nhà. Sau mày ham của bỏ cha, ông mày còn sống mày la chết rồi,
chú sau nói chuyện ngoài môi không lo cài cấy bỏ trôi bụng mình, rủ nhau hát một cái, rủ nhau cắt một cái đình, rước cha về ở tụi mình ăn chung. Hay ôi cứ nói chú khùng nói là tới cái đoạn này đâu gì, 30 tháng chạp mới dở mùng chung vô, tháng giêng muối mắm mặt khô, tháng tư cậu sáu dắt cô về chùa, chú năm bợ đỡ nịnh thùa nhà tôi hết gạo sách dùa đi xin. Má ơi con má chết sình nó không ăn muối túi hình, má ơi rồi đây chị chính có tôi quá lông quá cánh kéo lôi xóm làng, anh mười không giữ nghênh ngang để tôi quá lửa bức trà anh coi, chị coi cho bất tin voi bắt con thì lắc nó môi trong nhà, chị nào mặc áo đang xa cho tôi một già chạy bà con beo. Cái chỗ này rất là quan trọng đúng không chị, chứ sao bắt đầu sử dụng tôi có gì nghe chạy con beo, con beo này con beo này ghê lắm quý vị, con beo này quý vị nghe hải hùng luôn, con beo này nó giết tất cả nhân loại luôn, nó tàn phá luôn. Nhưng mà cuối cùng cái giặc áo lan xa này của ai mà đẩy con beo, mời quý vị chấm chấm chấm, mời quý vị sẽ clip sau con tạo sẽ nói cho quý vị nghe con beo này là con gì và ai đẩy con beo ghê lắm quý vị ơi. Ăn lạc dán lại mắng nghèo, mèo không bắt chuột, chuột trèo lên ăn con gắn mà nói con chăn, chị dâu có chữa để bằng chứ không, mà không gì thấy tuyệt vời không. Tôi khùng nói chuyện mênh mông, xin làm xin sớm chớ hờn chẳng tôi. Tôi lúc nào ông Phật ông cũng xin khùng, với dân người xin khùng xin điên không à. Tôi điên thắng lại mồ côi, không cha không mẹ mồ côi một mình. Tôi khùng tôi biết động tình, cỡ sao cậu mợ vô tình giết tôi. Bởi tôi không có mặt voi, không son không phấn, chê tôi không nhìn. Hát chơi ở chốn ba đình, ai kêu ai ghéo mặt tình ai ai. Anh em hãy gán trồng khoai, trồng khoai trồng bắp cái cài buồn tâm. Chừng nào giết giặc 7 năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Đó, cái đoạn này cũng rất là quan trọng luôn, cũng có cái Tết ở trọng luôn. Chừng nào giết giặc 7 năm, mà chừng nào, quốc đạo sẽ nói cho vậy nghe, chừng nào giết giặc 7 năm ha. Ông bà ăn Tết một năm vui mừng, sao bà ăn Tết một năm vui mừng nha, đó, nó tuyệt vời vậy đó. Cái câu những cái lời mà ý nghĩa của thầy á, thiếu chi kẻ dọn người bưng, chừng ông về tới mặt chân chẳng còn. Đó, tìm vời không, ông về tới là ai về tới mà mặt chân là chẳng còn là sao. Đó, thầy có nói là mặt chân mất dạng tự bi đó quý vị. Ok, chuyến sau quý vị sẽ được nghe một cái đoạn dịch này rất là hay luôn, tạo sẽ nghiên cứu ra để chia sẻ với bà con. Thì một đêm tâm sự chuyện trò còn hơn đọc sách tò mò cả năm đó, một năm đọc sách không bằng một đêm chuyện trò quý vị à. Đã kêu với chú cổng con cha về tới gặp tò mò cả tiêu, đổi ăn rau muống không kêu, chừng ông về tới dựng nêu cấm cờ, chú khùng đặt lò đặt trên chót núi đặng chờ cá vô. Quý vị có thấy đặt lò mà đặt trên chót núi không quý vị? Ý nghĩa nghe quý vị, con núi là muốn nói ám chỉ dùng nào dùng bảy núi đó nghe, mà cá vô là cá gì đó, cái này là còn quan trọng nữa. Chú giàu chú giờ lóc lập cơ đồ, chú nghèo chú giữ nắm mồ của cha, đất trời tôi ở không xa, nhưng mày muốn đuổi giấy mà mày đâu. Ý nói là muốn đuổi mình đi đó mà giấy nó đâu, có nghĩa là cái những người vô cấp nước mình đó, tranh nhau thì phải đập đầu, ai mạnh thì được, ai cầu xin ai. Xưa nay mày cuốc chồng ai, bây giờ mày bỏ tao cài căn tao, quân bay khuy đũa đánh nhau, cơm tao tao giữ nhà tao bỏ đâu, núi tầm tao khỏi chồng dâu, vai sông tao khỏi bắt cầu giữ chi, nước trong cá lội thế di, nhà tao sẵn của tao thì ấm no. Ai khôn tôi dạy đưa đò chèo qua khúc vịnh, tôi hò hát chơi hò nam hò bắc trời ơi, chợ không người nhóm muộn thờ vô canh. Đó, tới khúc này mới tới lúc mà hơn 3 năm không chợ giống chiều nè bà con, tới lúc này mới tới lúc đó nè, chứ bây giờ chưa tới đâu mà cũng sắp tới đó nghe bà con. Ta tu ta dạy còn anh, cha thì nó lú chú thì nó khôn, mặt ai xây lĩ đắp đồn, đố cha nào dám vượt cồn Hà Tiên. Đó, cái đoạn này còn tuyệt vời lắm bà con ơi. Bán buôn không vốn không tiền, không tờ không giấy không quyền ký tên, rồi sau con vượt cao miên, cậu năm ở chợ anh chú lên hồi nào, mày ham mua chức quyền cao, chức mày gãy đó ăn rau với hành, chú nó không dạy thiệt lanh, cù lao ông trưởng như manh điểm bờ. Đó, cái lúc đó là cù lao ông trưởng là như cái manh điểm bờ như quý vị, nó gọi là nó nên thơ á, nó đẹp á.
nó cù lao chỗ cù lao trưởng quý vị, không biết cái chuyện gì xảy ra ở đó, hình như là ông ba ở đó đó quý vị ơi. Cô sang về nhớ một tờ chú mày sang quá lòng hợp Việt Châu, sáng giàu như cá mắc câu, như chim mắc mẻ, như trâu không chuột, lỡ vui lỡ dại lỡ buồn lỡ bằng lỡ thú lỡ luồn nó may. Nam mô mấy chú mấy thầy, mô làng mô sớm mô hoài mô không, mô cho thầy ký thầy không, mô sao cho khỏi cái còng kim dương, mô sao chẳng kẻ đi đường, nhà không người ở cuộn giường bỏ quan đó. Tới lúc đó, tới lúc đó là mới quan trọng đâu quý vị. Không, cái không sao đâu. Sài Gòn con cút kêu sang le le, chót ổ bạc vàng hết trơn, nói ra thầy chú chớ hờ chớ hờ, tụi đây ngay dạy khi có khi đi cùng, bán mền bán chiếu bán ngùng, mua cho đòn gánh cặp thùng không quay. Người này con gái quá trai, con trai quá gái thiệt, tài quá tiên chỉ sao đáng bực thiền duyên, chỉ dùng quý tử con hiền của tôi của ông. Anh ơi chứ có hai lòng, giữ chung giữ hiếu giữ lòng giữ cha, hỏi mày ai đẻ mày ra, ông mày già yếu ông mày còn kia. Mày hung như khóa không chìa, tắt cài bảy cục mày lìa đi đâu, ông cha còn ở điện đầu, biểu mày phải niệm một câu Di Đà, thắng mày cuối cút không cha, thương dân miền Bắc cha già đỡ trông, chỉ sao không chịu lấy chồng, cam đành ở quá thiệt dòng không con. Khen ai lựa chọn miếng ngon, ai người nam tử ai tròn nam nhi, đổ ai ta nói câu chi, ai mà hiểu đặng đáng khi con trời, đỡ đây tiệc phúc hết lời, kêu cùng nam nữ mau thờ tầm chi. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật.